Chào các bạn, trong video này Tin Học Sốc Nâu sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo USB cài đặt Windows 10 theo hai chuẩn MBR và chuẩn UEFI. Để tạo USB cài đặt Windows 10 thì chúng ta cần chuẩn bị những thứ như sau. Thứ nhất đó là một tập tin ISO Windows 10 phiên bản 32 bit hoặc là 64 bit. Các bạn có thể bấm vào đường link xuất hiện ở trên màn hình để xem cách tải file ISO Windows 10 trực tiếp từ Microsoft. Và một cái công cụ tiếp theo đó là công cụ Rufu. Thì chúng ta sẽ tiến hành tải cái công cụ này. Các bạn mở trình duyệt web lên, truy cập vào Google và các bạn gõ với từ khóa đó là Rufu. Các bạn truy cập vào website của nó với địa chỉ web là rufu.akel.ie. Các bạn kéo xuống phía dưới, chọn mục download. Ở đây phiên bản mới nhất là 2.17. Các bạn tải về. Và cuối cùng đó là một cái USB. Thì đối với lại Windows 10, các bạn là tốt nhất là chuẩn bị một USB có dung lượng khoảng 8GB trở lên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành cắm USB vào trong máy tính. Và các bạn lưu ý rằng là khi các bạn cắm USB vào máy tính và thực hiện việc tạo USB cài đặt Windows 10 thì chúng ta nên chép tất cả các dữ liệu ở trong USB ra để tại vì trong quá trình tạo USB sẽ format sạch cái USB này. Sau khi các bạn cắm USB vào trong máy tính, tiếp theo thì chúng ta sẽ mở cái chương trình Rufu lên. Các bạn bấm chuột phải chọn Run E Administrator. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn tới USB của chúng ta ở trong mục Device. Ở đây mình đang sử dụng USB là 16GB. Tiếp theo là các bạn bấm vào cái biểu tượng hình cái đĩa, ổ đĩa như thế này để chúng ta tìm tới cái tập tin ISO Windows 10. Ở đây mình chọn là file Windows 10 ISO, mình tải là bản 32bit và 64bit tích hợp ở trong cái file ISO này. Và tiếp theo cái mục này cũng khá là quan trọng nè. Nếu mà các bạn tải USB để cài đặt cho các cái máy tính theo chuẩn MBR, chuẩn cũ ngày xưa, thì chúng ta để mặc định ở trong mục đầu tiên đó là MBR partition như thế này. Và ở trong mục file system thì chúng ta cũng sẽ để mặc định là NTFS. Còn nếu mà các bạn muốn tải USB cài đặt Windows 10 theo chuẩn UEFI thì chúng ta sẽ chọn ở đây đó là GPT partition. Và trong mục file system thì chúng ta chọn là FAT32. Nếu các bạn chọn NTFS thì cái USB này sẽ không có boot được. Ở đây chúng ta chọn FAT32. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm theo chuẩn MBR và chuẩn UEFI khác nhau như thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu thêm theo cái đường link xuất hiện ở trên màn hình. Ở đây thì mình sẽ tải USB theo chuẩn MBR. Và ở trong mục New Volume Label đây, chúng ta có thể đặt tên cho cái USB của chúng ta. Chúng ta chỉ có lựa chọn như vậy thôi, sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào nút Start để cho công cụ bắt đầu tiến hành format USB và bắt đầu ghi các cái file vào trong USB của chúng ta. Các bạn bấm vào nút Start. Có một cái thông báo hiện ra là tất cả các dữ liệu ở trong cái USB này sẽ bị mất hết. Các bạn bấm vào OK để đồng ý. Và chúng ta đợi cho cái quá trình này chạy xong là chúng ta đã có được một cái USB cài đặt Windows 10 theo chuẩn MBR. Trong quá trình chúng ta đợi cho cái chương trình, cho cái công cụ này tạo ra cái USB cài đặt Windows 10 thì chúng ta có thể tải một cái ứng dụng nhỏ để test xem cái USB của chúng ta có hoạt động có thể boot được hay không. Thì các bạn mở trình duyệt web lên. Các bạn truy cập vào Google và gõ với từ khóa đó là Mobile LCD. Đây là một cái công cụ giúp cho chúng ta test cái việc boot USB có thành công hay không. Sau khi truy cập vào trang web thì các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn bấm vào mục Get Mobile LCD Now và chúng ta sẽ tải cái công cụ này về. Rồi chúng ta đã tải xong. Bây giờ đợi cho cái ứng dụng Rufu này tạo xong USB thì chúng ta sẽ test thử xem USB có hoạt động được hay không. Ok,
Ok, khi các bạn thấy ở trên màn hình xuất hiện cái chữ ready như thế này thì chúng ta đã tạo xong cái USB. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm xem cái USB này có hoạt động được không nha. Chúng ta sẽ bấm vào root cloud và các bạn vẫn đang cắm USB ở trên máy tính. Lúc này thì chúng ta sẽ mở cái ứng dụng Mobile ECD này lên. Các bạn bấm chuột phải nhớ chọn là chạy với quyền admin là run as administrator. Okay. Tiếp đến thì các bạn bấm vào chọn Render USB. Các bạn chọn tới USB của mình. Ở đây USB đang có tên ở đĩa là ODE. Thì chúng ta sẽ chọn tới ODE. Ok. Chương trình hỏi là chúng ta có muốn tạo ra một cái ODE ảo hay không? Các bạn bấm vào nút Z và lưu vào bất kỳ đâu cũng được. Chúng ta có thể lưu vào ODE. Rồi xem. Đây là cái cửa sổ boot ở trong màn hình BIOS. Như vậy là chúng ta đã có thể tạo ra được cái USB boot. Thì ở trong đây là do trước đó mình đã tải cái file ISO với hai loại đó là 32 bit và 64 bit lên trong quá trình cài đặt xuất hiện như thế này. Thì sẽ có cái menu chọn là cài bản 64 bit hay là bản 32 bit. Như vậy là chúng ta đã tạo boot thành công. Thì hy vọng với cái video này sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy video hữu ích, các bạn có thể bấm vào nút thích hoặc là bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.